Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình đã nhận được khá là nhiều câu hỏi về cái vấn đề đó chính là cái tạo mây. Có thể nhiều bạn biết rồi nhưng mình sẽ vẫn làm một cái video riêng về cái này để mình có thể nói qua, đó chính là để làm được một cái mây như những bức tranh mà của mình trước đó. Đây, những bức này thì mình cũng đã nói qua là chúng ta sẽ dùng tờ giấy, sau đó chúng ta sẽ cắt những cái hình có những cái vẩy mây như này. Thì chúng ta có thể xé hoặc là có thể chúng ta dùng bút, dùng dao, dùng kéo thì có rất nhiều cách, nhưng mình sẽ giới thiệu cách một cách làm mây khá đẹp ở đây, đó chính là cái gì, chúng ta sẽ dùng bút để chúng ta viết. Thì có một cái các bạn cần lưu ý, đó chính là chúng ta không nên làm bằng một tờ giấy quá ngắn, có nghĩa là chúng ta sẽ nên gấp đôi cái tờ này lại, gấp đôi cái tờ này lại, sau đó chúng ta sẽ cắt mây ở một mảng thôi, để khi chúng ta cầm thế này chúng ta xịt thì chúng ta sẽ xịt vào đây thì mây ở nó bùng nhùng dưới này thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ ra một cái chế độ ảo hơn rất là nhiều. Thì các bạn chỉ cần phủ một cái màu tương đồng, ví dụ màu vàng nền là màu vàng, mình xịt mây này là màu trắng, xong mình chỉ cần xịt lại một ít màu vàng, nó sẽ hòa với nền trông nó đẹp hơn rất là nhiều. Và đó thì mình sẽ giới thiệu qua cái cách này, thì các bạn chỉ cần dùng cái bút làm sao để nó càng tự nhiên càng ngẫu hứng thì mây nó càng đẹp, các bạn cứ tạo bồng 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 lên đó. Thì các bạn có thể dùng dao để các bạn cắt theo từng cái nét vẽ thì nó cũng được, nó sẽ cũng khá đẹp, nhưng ở đây mình sẽ dùng tay để mình thực hành luôn, tại vì mình quen mất dùng tay, mình quen dùng tay hơn, tại vì khi dùng tay thì chúng ta xé đâu chúng ta có thể cảm nhận được luôn. Mặc dù là sau khi dùng tay xong cái nét xịt của chúng ta sẽ không được mượt mà cho lắm, nhưng mà khi dùng tay chúng ta sau khi dùng tay xong thì mình xé xong thì mình có thể chỉnh lại cái vân mây cho đẹp hơn. Ok, là mọi người, vậy là mình đã cắt xong cái phần mây nhá. Giờ mình sẽ thử test, gọi là test thử khi mà lên giấy mà. Tại vì là mình đang hết giấy, thế là mình đang dùng thử một cái tờ hơi cũ tí. Thì chúng ta sẽ xịt phần vòi xịt, chúng ta sẽ xịt phần vào cái khe giữa này để cái giọt sơn nó sẽ phủ xuống đây, nó sẽ mờ, nó sẽ không bị hạt to sẽ lên đây, nó sẽ mờ thôi. Và lưu ý là khi chúng ta xịt quá nhiều thì nó sẽ bị chảy, nên chúng ta phải lau trước khi xịt lại. Đó thì bạn thấy vân mây thì thực sự là cần cần gọi là chỉnh sửa thêm một chút, thì mình sẽ tạo thêm một số những cái hốc để mây, cần thêm những cái hốc nhỏ 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 thôi, thì xé này cũng khá là đơn giản và nhanh nữa. Rồi ok, sau khi mình sửa xong thì mình đã dạch thêm hai bên này để khi mà xịt thì nó không bị cái viền như này nữa. Rồi giờ mình sẽ làm thử một bức tranh nhá. Mình sẽ dùng màu trời, mình cho trời. Ở đây mình có ba màu, hai màu xanh, Raven Blue, Raven Blue, Blue và với ở White. Mình sẽ sử dụng chút chút thôi. Đòi nhạt hơn một xíu. Và White. Mình sẽ sau khi quay xong thì nó đang phần giữa hơi trắng quá, mình sẽ dùng cái lọ nhạt nhất này mình phủ lại một lớp mỏng để trông nó nuột mắt hơn. Rồi giờ quay một chút thôi. Rồi sau đó là sẽ đến cái phần mây, thì bức tranh này mình sẽ sử dụng một chút là cảnh biển, có cảnh đối xứng nhau thì nó sẽ dễ tưởng tượng hơn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu từ bên này nhé. Thì khi xịt, mình dù giờ đây là mình sử dụng màu trắng, mình sẽ xịt ở đây để khi mà sơn nó tỏa xuống thì nó sẽ mờ, và như thế tranh độ ảo tranh nó sẽ lên cao một chút. Thì các bạn cứ không nên vội là làm nhanh, xịt nhanh hay từ từ, các bạn sẽ xịt từ từ thì nó sẽ lên dần thôi chứ không cần phải vội lắm. Đó. Mọi người đã thấy lên dần chưa? Nó sẽ lên một cách từ từ thôi chứ nó không lên quá là nhanh. Thì càng lên từ từ vậy thì màu, cái độ nhuyễn của sơn với cả cái độ chuyển mềm trong tranh nó sẽ càng nhiều hơn, thì nó trông cũng đẹp hơn rất là nhiều.
mình đang ở trên tầng cao, thế là gió nó đang ảnh hưởng khá là lớn. Sơn mình xịt nó bị bay đi hết. Rồi, đấy là một cái cách tạo mây khá đơn giản. Thì sau khi làm như này mọi người chỉ cần thêm một ít sao thôi là được. Là đã có một bầu trời thơ mộng rồi. Gió, gió, gió. Rồi, khá là nhanh đúng không? Xin đi. Mây này mình xịt cũng chưa kỹ nhưng mà đại khái nó sẽ là như thế. Và khi mà các bạn nhớ chú ý là phần này chúng ta nên để dài một chút để cầm tay, để tay đỡ bám sơn nhiều hơn. Mình để khá là cao nhưng mà tay vẫn dính sơn. Rồi ok, video mình xin kết thúc ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.